Xin chào bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc Toyota Corolla Antit 1.8G cái phiên bản 2020 xem dòng xe này được trang bị những gì đầu tiên là về động cơ 1.8 lít đua VVTI hộp số tự động vô cấp ghế chất lượng da cao cấp hệ thống âm thanh giải trí là DVD điều hòa tự động hệ thống an toàn là ABS, EBD, BA, 7 tứ khí vâng, rất là nhiều tính năng thông minh và tiện ích khác Uh, Antit là một trong những dòng xe lịch sử lâu đời nhất của Toyota, uh, chính thức trình uh, làng vào năm 1966, trải qua 11 thế hệ và nhiều phiên bản nâng cấp. Toyota Altis 2020 mang đến uh, thiết kế đột phá và thời thượng và uh, chúng ta sẽ cùng uh, ngắm qua cái sản phẩm này.